video này cứ xem lại thay sự chuyện là mình là dự đáp mỗi chân năng tới pro vi admin cài ca được biết đại trong này đại mình xong lắm xem lại main crown dự đáp mỗi chân nên đại thay sự crown dự đáp mỗi chân cô tại miền ca này nó biển nạp chiếc bàn lấy vào thao một đấy lấy viên miền tam mà rom nó ngả rom phụ quần châu được gọi rom sập phiếp bởi sập phiếp chứ còn này hai là bốn chúng chót đâu nữa cái tầm bay kia hai khang khó nó kê cả nơi tại tam nè đang quanh là bay thở kia cho hay dứa dứa ăn cái bay kia đó rồi trộn tập bay trong khỏi tới kia bị ta cái sở hữu dòng nè luôn. โอเคสวัสดีครับผมจะเปรียบเทียบว่าในที่สุดสัญญาของยมมาบนเล้งต้องทำประกันวิดีโอทำไมดิซาเตอร์การปีศาจประดามมันยังบานตัวเนื้อจีเชิญให้ต่อมามินเนี่ยได้คอมเมนต์ตัวท่ามึงมาสัญญาสมดุลนั่งตัวเพลเยอร์ไปยังในสายคาเฟ่ประกันเดี๋ยวอ๋อไอ้เจ้าไงนี่คือจริงไงล้อป่วยยังถอดจมขึ้นแต่มาดองจังยมหนังยอสมดุลนั่งตาเอากระใจในปีศาจโบกับสองชาติหลวงมาก็ตาวิลล์เดือดขัวช่วยในหม่องซาบองแต่นี่บองไม่กับมัน mình nào có đi dùng xịa chẳng ta không phải khai phí cho chụp qua tặng ốc liền. Ok, xuống đây thì mếp xuống này đó kia. Lấy trong xưa bọn anh tha Snaha từ bố bọn anh mà Snaha từ bố cứ lo Srom pro được ca đi. Ở đây từ bố mà bạn mình Snaha từ bố. Ý mà sẵn lãng kia đó. Nói chứ mấy bạn nhai kia bạn. Nó bị chọc đã không phải xôi. À, bây nó nhai kia tam Facebook. À hả. Kế sợi xa từ trăm là bóng phố xa ở trăm thố. Ok, bởi kia, bởi kia. Ok. Tập nó dương của bạn môn đồ của mày đến cái comment nha cái này á. Bóng đang thăm quát xảy ra. Miếng mà lưu số comment lửa. Ai đi còn bóng sâu bóng phở tích nạch mùi. Lạc nạc play hát thuộc đẹp. Tại không có phá còn hồn cản nó gọi mình xí phở rồi. Nâng ngày nâng. Ok. Rồi máu ao để quát phố ấy bóng chôn mở phá còn bóng ngày. Rồi máu bóng tới comment là đi thôi là chứ. Anh đang có reply của mình đang vinh. Đó hay bao nhiêu reply rồi. Rồi đó quạt pho thế này. Chả đó hay dương của mình thế. Có reply cái gì không ăn tiền. Dương thôi chẳng hồ. Chả đó hay quạt là cái này quạt khăn mà. Cha nào đấy. Ồ cha nó chồng mà nhau lo như vậy nữa. Thì đó có lẽ cái này dương chat một khi là hốt đó, sẵn khi đó. Ồ, ok, cho Snaha tập bộ ngay nhập vậy để chia rương là ồ. Rương là ồ. Rương là ồ, rung phớp chờ. Đó sai dương thơm mây, even Snaha thao tập bộ mùi xam thao vào đó được không kia đây. Vậy là bà thao, vậy đó ạp bê, nó là thao cái này nhỏ bê, nhưng mà đai sâu á. Có thật, mặt ấp qua là kia. Chuẩn bày. Bạn thao tiệt, 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 thao mọt thao tổng phi thao tổng phi à ta à mọt nó thao mà chích chót con à phi nó chưa tao chết ồ à con chê cho cho mở sân chê ê thốt chỗ sân cho mở sân giả lời à lời bảo thao mọt chê à lời viên miên tao mà rom nó ngả rom phụ quần châu rồi gò rom sập phiếp bởi sập phiếp chứ còn cảm chào các bạn ở đây là đấy miền đường ấy là những sầm khánh kê đăng ngay thà ca thao ca những cái chuyện là cái này là hai dương một cái nhà sài ti khó là trong sơn sa một khi rồi chứ ngày ngày ok hãy cho ở vậy để chia hướng ăn quả xem em một anh không sai hạt bộ bài khi mà chẳng hai đứa mình bài khi hai đứa mình bài khi ơi có con nè là su sân bay bay cái kia bay vào ngày à bên cái sông bay kia ok ok tao hai đây chụp phim bao đại sông cái môn này vậy tới à bên nó lẹ cả lại dân xuống hay chuẩn bị hay là sang long distance không mình ăn nơi hai cùng dây đăng lên chẳng tới là hai quạt thở bò tè anh đang riêng cái thà ô đăng là năm thiệt cả đời số bay kia ok lúc này đó ta có top show video ngày no nghe lại cho đã xe liền thôi mà sao ôi xuôi bó bò này đi ông ơi Snaha tập bốn mạch pê Snaha tập bốn này theo bài men Snaha tập bốn chúng chót đâu nơi mà chẳng cái vậy luôn tới cái thời dương bạc tam pê đang men sao xa này này pê men sao xa này ô cái tầm bài kia vậy chứ không cái tầm bài kia hai khang bỏ nó kê cả nơi tại tam nè đang quanh là bài thời kia chẳng hay dứa dứa ăn cái bài kia đó rồi trộn tập về trong khỏi tới kia bị ta cái sở hữu dòng nhẹ luôn ngày tái kia toàn thấy đi vậy dân tới tiết thảo tiết hô tàng kia dân tới tập về ngày mua tới người mình thẹp thì bụng chặt rụt ấy dân ấy rồi anh lại kia đây tập về ba mua đậm cái này đã cho vậy là một hai cách hai ở đẹp xa hà mua đậm ngày để luôn tới pê nắng dân ngọc đậm ấy kia được xa hà
អត់ដឹងស្អីគេទេស្នេហាហ៎ហើយជួយតបទៅតបទៅហើយក៏លក្ខណៈដូចថាចាប់ដើមនៅមួយគ្នាទៅដូចគាត់និយាយឆ្លោះគ្នាច្រើនច្រើនហើយនិយាយរួមនៅមួយគ្នាបានអូខេនៅមួយគ្នាបានទឹកឲ្យទឹកឲ្យភ្លើងនិយាយឆ្លោះគ្នាសង្សារគេនឹងនឹកសង្សារចាស់គេច្រើនពេកសូរិយាសាញ់គេគេអត់ដឹងទេបងជួយផ្លេចបាត់ហើយហ្នឹងព្រោះយូរហើយដឹងឆ្នាំពីឆ្នាំណាហើយចុះគេ birthday ថ្ងៃណាចុះថាអត់ឆ្នាំទេឥឡូវមានស្នេហាឆ្នាំ2000ណាចាំមើលបងដូចជាបងរៀងទី10 10 11អូអញ្ចឹងវា5 6ឆ្នាំហើយយូរដែរហ្នឹងហើយអូខេសត់ហ្នឹងគាត់ថាល្អស្នេហាហ្នឹងអាយើងស្គាល់យើងស្គាល់អារម្មណ៍អីថាអ្វីដែលស្នេហាតែអត់ស្រួលទេហើយយើងរវល់ច្រើនយើងសាប់ច្រើនហើយការមិនមិនមានណាយើងសាប់ពុកអត់ស្រួលណាតើបងតើអត់ស្រួលនឹងមានបាយស្រួលស្មៃគឺបាយអូមានរឿងមួយគ្នាច្រើនហើយណាមួយយើងត្រូវ spend time មួយគ្នាច្រើនតែលក្ខណៈយកមានពេលធ្វើអីសោះហ្មងអឺអត់មានពេលធ្វើអីណាស់ពីដល់ពេលហ្នឹងទៅក៏លក្ខណៈយើងដល់ពេលហ្នឹងយើងហត់ទៅហើយដែរហ្នឹងក៏យើងហត់តែទៅតាមគេហ្នឹងយូរណាតាមគេដល់ពេលយូរខែឡើងហ្នឹងអត់ខ្លះហែកដាច់គ្នាបើអូអ្វីដែលมันល្អផលវិជ្ជមានយើងក៏និយាយថាផលវិជ្ជមានចាប់យើងសែយើងបាយទៅគេទៅយើងសែអាយើងចិត្តយើងនៅស្រឡាញ់តែធ្វើម៉េចវាដល់ដំណាក់កាលមួយយើងបាយចឹងទៅអូខេហើយយើងខ្ញុំសោះអូខេអូពីអតិថិជនកែហ្នឹងបានកែបាយបាន2ឆ្នាំហ៎អូធ្វើឲ្យកណ្ដាស់ឃើញគេដែរអាបាយគ្នាមុនដំបូងងើបយំច្រឡាយប់ទៀតអូមអាពេលហ្នឹងបាយគ្នាហ៎ and then មិនដែរយកសពឃើញគេមានអ្នកថ្មីអឺចុងយំបងអារម្មណ៍ចាប់ងើបអូហាយមីណាអូខេអឺស្នេហាដំបូងមីណាមិនដែរតែហាត់ត្បូងរបស់ខ្ញុំអស់ចាអូអស់ចាឆ្នាំណា2000ណាអឺ20152018អូខេ2018ឆ្នាំហាត់ត្បូងមកតែមិនមានស្នាត្បូង2018អឺ2ឆ្នាំមុន2ឆ្នាំមុនខ្ញុំមកដែរទេមែនមែនបើនេះមកទៅដែរអូខេមកអូខេស្នាហាត្បូងអូនឯងអឺពេលណាឆ្នាំមែនអឺការទី7វីដេអូមុនខ្ញុំនិយាយហើយឯកាលនោះអាយុអឺអត់ដឹងនឹងរៀនទី7ស្ដាប់អូនស្ដាប់បងបងអឺចាក់កូនហើយអូខេកាលនោះណាគេណាស្រឡាញ់ណាគេមុនគេណាស្រឡាញ់យើងមុននេះខ្ញុំមកស្អាតទេតើគេញ៉ែមុនហើយអូនឯងញ៉ែគេមុននិយាយទៅដឹងថាគេស្រឡាញ់មិនយើងទៅញ៉ែគេអូចឹងអូនឯងញ៉ែគេមុនញ៉ែឆ្លើយចង់សំណួរបូលេងញ៉ែគេមុនអូខេអូខេអឺពេលញ៉ែគេហើយស្រឡាញ់គេបានប៉ុន្មានឆ្នាំស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្មានឆ្នាំហើយដល់ពេលអត់តន់សង្សារអត់តន់សង្សារគ្នានិយាយគ្នាធម្មតាដល់ពេលសង្សារហើយខាងស្រីគេអៀនគេជុំញ៉ែរបស់យើងហ្មងអត់ជឿអត់ឥឡូវអត់ជឿទៅសួរម្នាក់ណាសុំមិនតែឆាតក៏អត់ចង់រីប្លាយផងព្រោះដល់ពេលហៅមកជួបហ្នឹងឥឡូវហ៊ានស្រាតែមួយដោយសារគេទី6យើងទី7យើងខុសជាន់គ្នាតែយើងចុះទៅជួបគេក៏គេរត់យើងហៅគេឡើងមកជួបយើងក៏គេអត់ព្រមអឺដល់ពេលទៅបានបែរជាមកទឹកដៃគ្នាទៅអាហ្នឹងមិនគេហៅស្នេហាដំបូងទេហើយសង្សារដំបូងសង្សារដំបូងចង់និយាយពីស្នេហាដំបូងស្នេហាដំបូងឲ្យយើងស្គាល់ពីអារម្មណ៍ស្នេហាហ្មងឈឺចាប់សុបាយចិត្តអីយ៉ាដល់ទៅដូចខ្ញុំនិយាយចឹងស្នេហាដំបូងហ្នឹងលក្ខណៈថាគេយើងស្រឡាញ់គេយើងជួបគេនៅមីលអីចឹងណាអាហ្នឹងច្រើនមីលក្រេងធីម៉ូម៉ូដំបូងពេលហ្នឹងលក្ខណៈថាយើងស្គាល់គ្នាមីលក្រេងធីចឹងណាហើយយើងតាមស្រឡាញ់គេចឹងបាន2ខែដែរហើយទៅពេលក្រោយមកគេថាខ្ញុំដាត់ទៅយកចិត្តទៅដាក់លើគេតែអត់ទេកាប់បត់ខ្ញុំយកចិត្តទៅដាក់តែខ្ញុំអត់ដឹងថៃដែរតែគេគិតចឹងមនុស្សស្អីយ៉ាប់ហ្មងអឺមែនតើហើយនិយាយទៅម្នាក់ម្នាក់ចង់តែបោកយកខ្លួនយើងឯងអត់ព្រឹងឥឡូវចាំមើលពេលដែលស្រឡាញ់គ្នាមុនដំបូងណាអូអីក៏ល្អដែរបន្ទាប់ពីយើងលក្ខណៈថាបានស្រឡាញ់គ្នាហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលហ្មងអីមនុស្សផុសគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងទង្វើតិចតួចបងគ្មានទេគ្មានទេហើយជុំជុំប្រាស់ព្រោះខ្លាំងនៅពេលដែលបានកាន់ដៃយើងអាហ្នឹងមកជុំឯងងល់ពេលហ្នឹងពេលដែលកាន់ដៃអូគួរឲ្យស្រឡាញ់ឯងអូតែគិតថាយើងចេះតែខែគាត់ហ្នឹងធាប់បានថើបយើងហើយបបប្រែព្រោះហ្មងមែនលក្ខណៈថាអូចង់បានខ្លួនប្រាស់នឹងជំនួសអត់ទេនិយាយមែនណាអរិយហើយអង្គុយតែគិតថាឯណាយើងនឹងប្រែព្រោះតាមពិតគេប្រែព្រោះអូខេបងនេះចឹងចង់ដឹងពីស្នេហាដំបូងមួយឯងមិនដែរប្រវត្តិស្នេហាដំបូងអត់ដែរស្នេហាដំបូងគាត់បើស្នេហាដំបូងយើងស្រឡាញ់គេហើយសង្សារក៏ស្នេហាដំបូងដែរណាអូយេសអញ្ចឹងសង្សារដំបូងចង់សង្សារដំបូងមានអារម្មណ៍យំយំជប់ជប់មិនបានស្រឡាញ់គ្នាដំបូងមិនបានធ្វើអូបើនិយាយពីសង្សារហ្មងណាធ្វើឲ្យបានជាសង្សារគ្នាជប់
សង្ឃាច្រើនពេកខ្ញុំថាអ្នកនាងបងរនីចាំថាមួយយើងឆ្លាញ់គេមួយយើងឈប់បានធ្វើសង្ឃាមកចាំតែចាំកំបិតពេលយើងឆ្លាញ់គេដំបូងដំបូងហ្មងណាពេលដែលយើងរំភើបហ្មងគឺឃើញ text គេឃើញមុខគេពេលគេខលមកអីយេអាហ្នឹងតែសំខាន់ដំបូងធ្វើម៉េចបានញ៉ាយគេបានធ្វើសង្ឃា Facebook យើង like comment ហើយយើង message ទៅគេ hello តែពេលច្រើនយើងលើខែតាម comment ច្រើនជាងមានតែដំបូងនោះមិនវាដឹងរសជាតិយល់អត់បែរទេជាតិហ្មងគេថាដឹងរសជាតិបែរដឹងរសជាតិថាលោកវាថាក៏ប៉ះពេលយើងមានស្នេហាយូរយូរយើងលែងសូវរំភើបហើយរូបត្រាតម្នាក់ហ្នឹងគាត់ sweet ខ្លាំងហ្មងហ្នឹងអញ្ចឹងអា feeling ដំបូងដែលយើងតំតាស្គាល់ដូចយើងតំញ៉ាំ example ថាដូចយើងតំញ៉ាំទឹករសជាតិអីថ្មីអញ្ចឹងណាដំបូងយល់ស្អីគេចេះមែនទេអានេះដំបូងយើងរសជាតិដូចទៅវាឆ្ងាញ់យូរយូរទៅវាលែងឆ្ងាញ់ហើយ bad experience គឺអញនិយាយបានថាពេលខ្លះអញនិយាយបើខ្ញុំអត់មានទេតែបើបងមកគាត់ថាវាអាចតែគេនិយាយគ្រប់គ្នាហ្មងខ្ញុំអត់អត់មានអត់ដែរអត់មានតែឯងនោះអត់មានអត់មានដែរអត់ដែរលេតែពេលច្រើនជ្រុះគ្នាដោយសារអញនិយាយបានថាជ្រុះគ្នាដោយសារយើងច្រឹកអត់ស្ូវអត់ស្ូវត្រូវគ្នា example ថាអ្នកខ្លះឆ្លាញ់អីអ្នកខ្លះឆ្លាញ់ B អញ្ចឹងចង់ឲ្យថាយើងនៅពីនៅមួយពីរនាក់បើមិនយើងនៅក្មេងហ្មងអត់អាចនៅគ្នាពេលច្រើននឹងតែចេះហើយតែបើមិនជាយើងធំធំចេះអញ្ចឹងយើងឆ្លាញ់អីយើងឆ្លាញ់ B យើងអាចបន្ថយទៀតដែរតែនៅវិក្មេងអត់ទេតនី 100% ចាំ back experience ហ្មងតែគេតែតែនិយាយគឺការក្បត់គ្នាអាហ្នឹងមានអាហ្នឹងដូចយើងឃើញចាំឲ្យក្បត់គេក្បត់ហ្មងអត់ដែរទេជីអត់ដែរអូខេអរគុណមកអរគុណ thank you សួស្តីលោកស្រីនាងកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនយុតិមិត្រីអសុំចែកម្លេចពីស្នេហាដំបូងឬក៏សង្សារដំបូងតិចមកសង្សារដំបូងស្នេហាថ្ងៃម៉ែខ្ញុំបានតាមឆ្លាញ់គាត់បានយីចេះវិញស្គាល់គ្នាតាម Facebook នេះណាគេអ្នកឆាតទៅណាជំនួនឆាតដឹងអីទៅវិញទៅមកហ្នឹងអាមានអីធម្មតាហ្នឹងមានតែក្បាច់ក្បោអីញ៉េញ៉ៃឆាតមួយគ្នាក្នុង Facebook ធម្មតាស្គាល់គ្នាហើយដល់ពេលទៅណាគេអ្នកសុំជួយសង្សារមុនចុះដឹងអីឥឡូវមានចៃមានបាត់ផ្សោតអីចៃម្ល៉េះសម្រាប់នេះឲ្យចង់មានស្នេហាអ្នកចង់មានស្នេហាកុំគ្រប់គ្រងគេខ្លាំងពេកយើងបដែបដោយចង់ទៅទៅ Yes កុំទៅហាមគេអូខេអ្នកខ្ញុំដកពីបានតាមតាមទស្សនាវីដេអូនោះហើយអ្នកខ្ញុំបានឃើញហើយថាស្នាដំបងរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែជាមេរៀនដ៏ល្អចឹងកុំភ្លេចបើសិនអ្នកខ្ញុំមានចែកម្លាយចែកម្លាយនៅខាងក្រុមផងហើយគាត់ថាស្នាហារបស់យើងទាំង5នាក់ហ្នឹងតើអ្នកណាគេជួចចត់ជាងគេអ្នកណាគេគួរកុំសត់ជាងគេគឺយំវិញយំមិនសត់ហ្នឹងហើយចឹងកុំភ្លេចខមមិននៅខាងក្រុមផងអូខេឲ្យខ្ញុំដឹងហើយមានសំណួរអីដែរចង់ខ្ញុំសួរពួកគាត់ទៀតកុំភ្លេចleave comment នៅខាងក្រោមនេះគ្នាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយហើយបើសិនជួយចិត្តកុំភ្លេចចុច like ចុច share ផងហើយ follow Instagram ខ្ញុំក៏ដូចជា TikTok ឬក៏ Facebook like page អីចឹងទៅហើយបើសិនចង់ទស្សនាវីដេអូទៀតកុំភ្លេច click ខាងនេះឬខាងនេះអូខេបាយបាយជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ yeah